Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì bây giờ mình sẽ triệu hồi cho các bạn cái con gấu hay lắm bạn ạ. Hiện tại là bây giờ ở trên mạng ấy đang xôn xao mà kiểu nó đang rất là mong chờ để xuất hiện cái con gấu ấy ra này. Con gấu ấy thú vị cực kỳ luôn. Con gấu này nó có tên là Fatty. Đấy, hay là viết tắt gọi là FNAF Fatty. Thì bây giờ mình sẽ triệu hồi Fatty xem nó có gì thú vị không nhá. Và tại sao ở trên mạng bây giờ họ rất thích luôn. Kiểu như con gấu Freddy này nó rất là ma mị ấy, nó kinh khủng cực bạn nhìn không đấy. Thử nhá. Để xem Freddy nó có cái sức mạnh gì. Wow. Nó vừa xuất hiện nó phát mà cái âm thanh nó phát ra ghê rợn luôn các bạn. À, nó cũng hiền phết nhỉ. Nhưng mà từ từ các bạn ơi, mình sẽ triệu hồi ra một con khác xem nó kinh như nào nhá. Đấy, con này giống con vịt này. Còn con này thì giống con gì nhỉ? Giống con thỏ, bởi vì nó có cái tai dài phết. Con này thì giống con vịt. Sao bọn này cứ rung rung nhỉ? Nhưng kiểu nó bị cả giật ấy, nó bị điện giật ấy. Thì là gấu Freddy này nó là làm bằng sắt hay sao các bạn ạ? Tiếp tục triệu hồi con nữa. Ủa, con này nhìn giống con chó sói. Đấy, kinh chưa? Tạo hình của gấu Freddy ấy. Đây, đây này, đây thì giống con gấu hơn nha các bạn. Đây giống con gấu hơn nè. Tiếp theo. À, con này, con này cười ghê vãi. Nhìn cái mắt nó này, đen xì luôn. Wow. Bây giờ nhá, mình sẽ thử thả ra xem nó sẽ làm gì mình. Thử nhá. Rồi. Thử phát xem thế nào. Ủa, nó đuổi mình các bạn ơi. Hay trời 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 nó đuổi mình. Trời trời nó đi cắn mình các bạn ơi. Chạy, chạy. Từ 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 từ. Từ 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 bây giờ mình phải trở thành Luffy cái đã. Để có gì còn chạy được chứ. Đấy, nhanh nha. Ôi. Cái gì đấy? Cái quái gì đấy? Ô bác trưởng ạ. À. Nó dọa mình các bạn ạ. Gấu Freddy nó dọa mình nhá. Chém luôn. À! Ghê đấy. Ôi giời ơi. Mỗi một con nó có dọa mình một kiểu. À đây rồi. Chém con này chạy chậm này các bạn ơi. Chém luôn. À! Ghê vãi. Ôi ơi, từ từ anh em chúng ta sẽ rút súng ra chúng ta tỉa nó nhá. Từ từ rút súng ra rút súng. Đây 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 đây. Đây không? Đây 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 đây. Đây là đây cắm vào nó. Ăn trưởng cái cưng. Úi ôi. Cắm bốc trên. Ăn trưởng cái cưng. Ôi ôi. Từ từ anh em ơi. Nó trâu quá các bạn ạ. Không đánh được nó rồi. Ok. Chiu. Ôi ôi. Bắt được heo. Nó không chết anh em ạ. Từ 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 bây giờ mình phải dùng một loại vũ khí khác rồi. Vũ khí không ăn thua rồi. Đây đây, đây. Cho nó về chầu thiên vương luôn. Wow. Wow. Cái vũ khí này mình có thể di chuyển được nhá. Mình muốn đi được bất cứ ở đâu luôn. Thích đi đâu là sẽ đi ở chỗ đấy. Đấy, à, con gấu chó. Con này là con giống chó sói này các bạn ơi. Cho nó... À! Sợ vãi. Ok, từ từ bây giờ nhá. Mình sẽ triệu hồi thử con Sanhedrin hết ra xem nó có tấn công cái con gấu Freddy đấy hay không nhá. Thử đi. Đâu rồi. Oh, Freddy đâu rồi nhỉ? Đây, 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 đây. Ui, bọn này nhìn như kiểu ma chơi nha các bạn. À, lên rồi. Ai à, đánh nhau rồi anh em, đánh nhau rồi. Sàn hết đang đánh như là phép đi này bạn ơi. Từ 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 từ. Ơ sao con sàn hết này tấn công mình sao nhỉ? Không hiểu luôn. Set not tập cái đã. Ôi, nó không đánh phép đi nữa rồi. Nó không đánh phép đi nữa rồi. Ôi trời ơi. Ghê quá. Ghê quá, ghê quá, ghê quá, ghê quá. Ghê đấy, phép đi rồi. Ê, bé ơi. Ê, 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 no, 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 no. Có cách nào có thể tiêu diệt được con Freddy nhỉ? Từ chạy đây đã. Bây giờ mình sẽ phải cho đứng lại một tí đã bởi vì nhá. Còn những con Freddy khác mình sẽ triệu hồi nốt chọn xem. Đây. Đây đây đây. Thử nhá, thử thử nhá. Còn cái bọn Freddy kia kệ nó đi. Cho nó ở dưới đấy. Ui. Nhìn con này kinh này. Ghê vãi. Kinh vãi. Con này nhìn như kiểu bộ xương khô các bạn ạ. Ôi nó là một cơ chế máy ở đây này, đây này. Nó như kiểu người máy ấy các bạn ạ, chứ nó không phải là nó một con người hay một con động vật gì đâu. Wow, nó được làm bằng sắt các bạn ơi. Gấu Freddy được làm bằng sắt, đây rồi. Mình đánh vào nó, có cảm giác như kiểu đang đánh sắt luôn. À, gấu Freddy, hình có bóng bay. Đấy, nhìn trông rất lịch sự luôn này. Đây, trời, ông công an. Đây là cảnh sát các bạn ơi. Ừ, cảnh sát cầm dao ghê thật. Đấy, con thỏ này. Tiếp theo.
Holy shit. Bữa tiệc Bikili. Đây là bữa tiệc Bikili nha. Tiếp theo còn có Freddy khác này. Ôi dồi ôi, đánh vào người nó. Ơ nhưng mà nó vẫn vét ra cái máu kìa. Con nhìn thấy máu là đỏ. Vẫn vét ra cái máu luôn. Trời ơi, ghê vậy. Bây giờ mình sẽ triệu hồi một con Freddy khác. Ôi nhìn con này kinh vãi. Đấy, ui, con này mất tay này. Con này mất tay rồi. Wow, để tin được. Rồi, lấy thêm con này nữa. Đấy. Tiếp theo ở dưới này có gì đây? Wow, gấu Freddy. Đây là gấu bông nha. Bé tí luôn. Ô, đánh phát chết luôn rồi. Chiu, 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 chiu. Ui, đánh thâm mắt luôn này. Đánh thâm mắt luôn thằng bé. My god. Con này ghê thế, con này nhiều răng thế. Ủa nhìn cái hàm răng này. Ở trọng có răng luôn, kinh thật. Kinh thật. Wow, một tập đoàn gấu Freddy luôn. Ghê thật. Rồi bây giờ mình sẽ triệu hồi một con quỷ Megahorn ra. Nó chính là con cụ tổ, con quỷ đổ loạn. Đấy. Để xem là Megahorn này ấy, nó là con loài động vật rất là ăn tạp luôn đấy các bạn. Nó chuyên gia ăn săn để hét luôn. Thì để xem là cái con quái vật này nó có ăn mọi người Freddy này hay không nhé. Chứ tình hình là bây giờ là mình đánh con người Freddy nó không chết. Ui, vừa nhìn nó phát là nó dọa mình luôn rồi các bạn ạ. Sợ vãi. Được rồi, cho bọn này đánh nhau. Rồi, để xem người Freddy này có bị chết không nhá. Chuẩn bị này. Ấy. Ôi, như vậy là quỷ đầu loa không dám đánh người Freddy anh em ạ. Trời đất ơi. Holy shit. Ui rồi. Con Megahorn này nó còn đánh săn này hết này. Nó đánh nhau cả săn này hết các bạn này. Bọn gấu phép đi ấy, không ai dám động vào nó luôn. Bọn này bất tử rồi. Cái gấu bọn này như kiểu ma chơi ấy. Nó bất tử rồi anh em ạ. Trời. Đánh mãi không chết. Ây trời ơi. Từ bây giờ mình sẽ triệu hồi một con Godzilla ra nữa nhé. Cho nó có đồng bọn. Chiu. Đấy, set not luôn. Đó chứ cô ơi. Vãi trở là bọn gấu Freddy nó chỉ toàn tấn công mình thôi. Sợ luôn. Ghê vậy. Như vậy là chỉ còn có hai con gấu Freddy này nó đứng ở đây thôi. Wow. Hai con này đứng ở đây các bạn ơi, nó không cử động luôn. Nó chết đứng luôn rồi. Sẽ nâng lên lên xem nào. Ủa nó lặng lắm các bạn ạ. Nhìn này, khi mình nâng nó lên nhé. Ủa nó rơi rất nhanh luôn đấy. Chứng tỏ là bọn này nó lặng vãi trở luôn này. Đấy. Chết. Ê thật, còn mình lưng con quái vật này lên nhé, con quái vật đầu loa này. Đấy, lưng lên thì nó rơi xuống rất chậm. Wow, Godzilla đang full này, nó đang full sức mạnh này các bạn thấy không? Hai con này đang tích cực đánh nhau. Quỷ đầu loa với cả quỷ Megahorn. Mình quỷ Megahorn là... À, sao hết chết rồi? Em thịt rồi. Wow, con này nó hết kinh hết nhỉ. Hai con nó tấn công nó ở một quật đuôi này. Quá. Như vậy là một trải nghiệm không hề tốt tí nào các bạn ạ. Không hề vui tí nào cả, nó quá được kinh khủng luôn. Con này nó dọa mình các bạn ạ. Sợ. Quả thế. Thỉnh thoảng chúng ta gặp nó chúng ta giật mình luôn. Rất sợ luôn. Ê đại ca ơi, đừng làm thế. Nhưng mà làm cách nào có thể tiêu diệt được con Freddy bây giờ? Thật sự rất khó luôn, trời ơi. Kêu được con quỷ vãi. Thế tin được luôn. Chiu. Bắn nó. Siêu. Ôi ơi, anh ơi, đại ca ơi. Đại ca. Ôi ơi, nó nhanh thế. Bao nhiêu con nó xông vào là tấn công mình. À. Thôi mình không đùa nhá. Mình không đùa các bạn nhá. Mình không đùa các bạn đâu. Trời đất ơi, té thôi anh em ơi. Làm cách nào để tiêu diệt quỷ loa đây? À quên, làm cách nào để tiêu diệt được có phép đi đây? Khó vãi. Có súng nào thì tiêu diệt nó không nhỉ? Đây, thử súng này đi. Súng admin nha. Ủa, bắn nó không chết luôn. Vai cản trưởng thật. Wow, bắn nó như cửa đông bắn ra sắt rồi. Có phép đi bất tử anh em ơi. Như vậy là mình đã tìm ra được con bất tử. Chết luôn này đấy bạn thấy không? Ui giời ơi. Mình bắn những cái con quái vật khác thì đi ngay.
Nhưng mà cái con gấu Bách Y này thì nó khó vãi. Cái vũ khí này là mình đang thử nghiệm đấy. Mình đang thử nghiệm vũ khí siêu mạnh luôn, nhưng mà vẫn không thể nào tiêu diệt được gấu Fetty. Nó bất tử rồi anh em ạ. Thôi nha. Không chơi nha. Không thể chơi được với cái trường hợp này đâu. Nó quá là kinh cẩn tởm luôn. Đây này, bây giờ chỉ còn hai con Fetty này, nó hiền nhất rồi. Nó chả làm gì mình. Đây. Đấy, đó. Làm gì hết, con gấu Fetty nhỏ nhỏ này bất tử luôn nha các bạn, con này bất tử luôn, không có cách nào có thể tiêu diệt nó, thật kinh tởm. Như vậy là mình chưa tìm ra được một cái vũ khí nào có thể tiêu diệt được bọn gấu Fetty này luôn các bạn nhé. Ghê thật, quỷ gấu đấy các bạn ạ. À, đùa kinh lắm, đơn giản đâu. Đấy rồi. Ma chơi. Đây là chú hề. Đây chú hề khóc. Các bạn nhìn cái mắt của nó chưa? Nó vẽ theo kiểu là mắt đang khóc ấy. Thôi em té đây. Em không chơi với anh đâu. Anh sợ quá. Để mình kiếm trong cái hòm đồ này của mình xem có vũ khí nào thể tiêu diệt được không nhá. Được rồi. Đây, để thử lại vũ khí đi. Rồi. Ui dồi ôi. Vũ khí này các bạn ơi, mình đã tìm ra được vũ khí rồi. Chính là nó. Ok. Wow. Ăn trưởng đi cứ cũng có trâu thế. Vừa lên tiêu diệt con kia rồi mà. Vừa nãy mình đã tiêu diệt được hai con cái đi kia. Nhưng mà tại sao đến con này cũng chưa tiêu diệt được nữa ta? Ôi. Không được rồi. Đỏ vũ khí này vẫn còn thu anh em ạ. Ôi. Thua nhé. Như vậy là mình chỉ tiêu diệt là hai con này thôi. À, bây giờ mình sẽ thử tiêu diệt con nhỏ đi. Ui, gì đây? Thôi. Dừng lại đi, con quỷ này. Như vậy là mình đã bị quỷ gấu phép đi ám rồi nha các bạn. Mình đã dính lời. Ui, giời ơi. Thôi. Thế là đủ rồi. Thế là quá đủ cho một cuộc tình rồi. Ui, mình bị ngã các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ bắn con này đi. Đấy, mình tiêu diệt được mà. Như vậy là ba con này mình tiêu diệt được, nhưng mà bọn kia mình không thể tiêu diệt được luôn. Mình sẽ thử bắn con này nha. Bắn con này đi. Không thể nha các bạn. Không thể. Như vậy là chỉ có tiêu diệt những con nào nó đứng im thôi. Có những cái con mà nó di chuyển như này này. Không thể sử dụng vũ khí siêu siêu mạnh để tiêu diệt nó được. Cái vũ khí đấy là cái vũ khí mạnh nhất mà mình có trong tay. Bây giờ. Ôi. Ôi giời ơi, tôi đại ca ơi, con này nó trêu mình lâu nhất rồi này. Con này nó ám mình. Mình đã bị gấu phép đi ám các bạn ạ. Nó ám mình ghê quá. Được rồi, đây thử một cái vũ khí này nhá. Đây. Cái vũ khí này của mình rất là mạnh luôn. Để xem là có thể tiêu diệt được con quỷ phép đi hay không. Rồi, từ từ nhá các bạn. Rồi. Nó đâu rồi ta? Đây, chọn thấy luôn này đấy. Nó bắn ra tia laser nhá. Kinh không? Đấy. Bắn ra cháy đen thui luôn. Được rồi. Đâu rồi? Bọn gấu phép đi đâu rồi? Đây. Chết đi cứ. Oh my god. Nó không chết bạn ơi. Oh my god. Không thể tiêu diệt được con quái vật này. Ây, trời ơi, một chú bé rồi. Nó không bị tiêu diệt các bạn ạ. À. Và nó đã ám mình rồi. Trời đất ơi. Bọn quỷ này bây giờ nó ám mình lâu ghê ta. Úi dồi. Chơi. Ôi trời, làm sao để thoát ra khỏi chỗ này đây. Các bạn ơi, như vậy là mình chính thức đã bị ma ám bạn nhé. Cái quỷ ám rồi các bạn ạ. Rồi, mình nghĩ là mình sẽ chấm dứt video ở đây rồi. Cảm ơn tất cả các bạn xem video này nha. Như vậy là gấu phép đi không thể bị tiêu diệt được. Chúng ta thì có thể tiêu diệt được những con gấu phép đi mà nó đứng im thôi. Tức là nó không di chuyển nữa ấy, thì chúng ta mới có thể tiêu diệt được. Còn bình thường những cái con mà nó biết chạy như này thì nó bất tử các bạn ạ. Mình sẽ cố gắng để mình tìm những cái vũ khí khác để tiêu diệt gấu Fetty nha. Con quỷ này ghê quá các bạn ạ. Nó ám con người đấy, đừng có đùa. Rồi, bye bye, hẹn gặp tất cả các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ấn vào quả chuông để nhận thông báo video mới nhất của mình nha. Bye bye.